Sự cảm ứng khi tạo tượng Đại Thế Chí Bồ Tát. Cha của ông Lý Triệu Đài, người huyện Du ở Ung Châu, nhân phỉ báng Phật Pháp, mộng thấy thần của trách, mang bệnh thổ huyết rồi chết. Triệu Đài chí thành quy y Đại Thế Chí Bồ Tát, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát cầu nguyện cho cha. Ông lại thuê thợ giỏi tạo kim thân Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cao 3 thước để cúng dường. Ngày khởi công, đất khắp nơi bỗng rung chuyển. Nhiều người cho là cơn địa chấn, luận bàn tốt xấu vân vân. 2 tháng sau tượng hoàn thành, Triệu Đài mộng thấy một vị kim thân, đầu đội mão quan tín nói: "Ta là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngươi có biết nguyên do cơn động đất hôm trước chăng? Đó là do ngươi phát nguyện tạo tượng, ta đến đây để chứng minh. Khi đặt chân xuống thế giới này, cõi đại thiên rung động, chúng sanh trong đó đều được thoát khổ. Ta y vào pháp môn niệm Phật, chứng vào vô sanh nhẫn, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật ở 10 phương. Ngươi tạo tượng ta lại niệm Phật, nên ta đã cứu cha ngươi thoát khỏi địa ngục, đưa về tịnh độ." Lý Triệu Đài nghe nói, chắp tay chiêm ngưỡng Bồ Tát, vừa muốn cúi xuống đảnh lễ, bỗng giật mình thức giấc. Ông vừa vui mừng vừa cảm động, từ đó chuyên niệm Phật không biếng trễ. Trích lục Tư Mạc Chi. Ha ha ha, Bụt Sâm Mô Đi So Ha.